Hôm nay sẽ giới thiệu mọi người cái mẫu lim đen đào. Mẫu này thì phải gần một năm rồi Mộc mới quay lại. Mộc giới thiệu mẫu này bởi vì năm ngoái Mộc không dám quay đây luôn, bởi vì hàng nó không có để bán mọi người, nó có số lượng ít quá, năm ngoái cưa không được mặt nên bán cái số lượng mình không có dám quay lên, bởi vì quay lên là không có để bán đó. Nhưng mà năm nay thì cưa được cái lô cây này, thì hiện tại đầu năm thì có đấy, còn giữa năm với cuối năm thì chưa biết. Cái mẫu lim đen đào này ấy thì chất liệu của nó là gỗ lim đen, hay còn gọi là gỗ muồng tím, gỗ me tây. Thì cái gỗ này thì vân nó rất là đẹp, mọi người thấy không? Bởi vì mẫu này Mộc bán chạy là bởi vì cái chất vân của nó ấy, vân của nó nhìn nó như gỗ mun sọc ấy, và nhìn nó ảo lắm. Đây cho mọi người coi này, mọi người thấy không? Cái này là vân tự nhiên hết nha, chứ không có rặn mà vẽ tay lên đâu. Nói chung là Mộc review, Mộc cái gì nói vẽ là vẽ, cái nào tự nhiên nó tự nhiên. Đấy, thì mọi người thấy vân nó ẻo không? Này, mọi người coi vân này, mọi người thấy cong 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 lên nha. Bên dưới này, mọi người thấy vân nó như vậy luôn. Thì cái này là vân gỗ tự nhiên 100%. Đấy, thì vân nó rất là ẻo. Đấy, nhưng mà cái dòng gỗ này thì như Mộc nói, gỗ này gọi là tầm gỗ dòng gọi là trung bình khá, thì nó tầm khoảng cỡ Mộc chấm thì nó khoảng 6.8, 6.9 cơ đấy. Nhưng mà chất gỗ này thì mọi người xài khoảng cỡ khoảng 30 năm thì ok. Mặt nó là mặt nguyên tấm 2/2, mặt dày đặc 2/2 đấy, vân rất là đẹp luôn. Và nhìn vô cái dáng ghế rất là sang nha. Bộ này thì nó chỉ có 15.900.000 cho bộ này, là bộ tay 11. Mộc gọi là tay 11 là bởi vì nó là tay 10, nhưng mà mình làm cái dáng của bộ tay 12. Cái dáng nó rất là to nha. Mọi người vô cái ghế này, mọi người đo cái độ khuần của nó này, người thấy không? Từ bên này qua bên kia là 73. Là mặt là bằng kích thước của bộ tay 12 luôn đấy. Chiều sâu của mặt này, mọi người thấy không? Gen 52 năm không? Nó bằng bộ tay 12 rồi đấy. Đấy, cái ghế nó ngồi nó rất là lớn và rất là sang. Đấy. Và đặc thù của bộ này nó hay là viền nó lượn. Ý là viền bàn, viền ghế, viền đô này đều lượn hết. Mọi người thấy lượn hết. Lượn. Đấy, lượn rất là đẹp. Và cây này thì nói chung là cây nó thuộc dạng là cây tầm như Mộc nói là trung bình khá thôi. Xài vô trong nhà thì kê rất là sang, nhưng mà nó chỉ đấy gỗ trung tầm trung bình khá thôi. Nhưng mà nếu mà bộ này mà gỗ gõ đỏ ấy, thì nó lên tới 39.900.000 lận, thì nó mắc hơn gấp đôi. Thì mọi người lại không có tiền mọi người xài, thì nếu mà mọi người xài gỗ tầm trung trung thì mọi người xài những mẫu bộ như thế này rất là đẹp rồi, cho mọi người coi phía sau này. Nhưng mà loại này thì Mộc nói là cây đó, cây thường, nhưng mà cây nó sẽ có vết này, mọi người thấy không? Đấy, cây nó tầm trung bình khá thì cây nó có vết như thế này, bởi vì khi mà Mộc phơi cây khô ấy thì nó sẽ có vết, các vết căng như vậy. Thì khi Mộc sơn thì Mộc sẽ làm lại thôi. Còn gỗ này đòi tuyệt đối thì mọi người không xài được lỗ đoạn này đâu nha. Nhiều khách hàng mà mọi người soi chi tiết kỹ quá thì mọi người không xài này loại này được, chỉ xài gỗ gõ thôi. Còn gỗ này nó thường lắm, nó nói chung là tầm trung bình khá thì nó sẽ có vết, có lỗi ở các góc cầm này. Đấy, nhưng mà xài thì như Mộc nói là 30 năm bình thường. Bộ này tay 11 lấy 15.900.000 nha. Cho một tay 12 mẫu nghê này thì là 25.900.000. Nó khác hơn là tay 12 thì như Mộc nói là làm bự hơn thôi. Nó có tay con nghê này, ở dưới là cái yếm viền nó sẽ chẹm, thì nó sẽ chẹm sắc nét hơn so với cái bộ tay 11 kia. Thì cũng là chất gỗ y hệt như vậy, nhưng mà qua mẫu nghề thôi, tài nghề phối. Mà bộ này có 25.900.000 mọi người kêu, mọi người lại nói 40 triệu, người ta cũng chẳng biết tự biết rồi đấy không. Gỗ này là gỗ lim đen, hay còn gọi là gỗ muồng tím, gỗ me tây đó mọi người nhé. Tay con nghề rất là đẹp luôn, mọi người thấy không? Vô chất vân này nhìn bao chất luôn. Mấy bộ này, mấy cái bộ này lên mà bán ấy,
Bán này thường nếu mà bán mọi người mua mọi người không biết ấy, người ta nói qua dòng vũ khí ấy, thì người ta bán lên 30-40 triệu thì bán vẫn được, bởi vì nó nhìn nó ẻo á, khách hàng không biết là gì, bị lừa liền à. Mà dòng gỗ này thì nó bình thường thôi. Mọi người thấy không? Bộ tai nghe để con Dog Moon này, Big Bull này lên này. Nhìn chất không? Con Big Bull này gỗ hương này. Con này 5 triệu 3 một con đấy mọi người. Đó, nó mắc tầm hơn con chó thiệt nhé. Nhưng mà nếu mà mọi người thấy mọi người kê vô trong phòng khách này, trên cái bàn phòng khách này mọi người có con này nhìn Big Bull nhìn gấu không? Vô trong nhà nhìn, nhìn cái bộ phòng khách kê vô con Big Bull này nhìn bao gấu luôn đấy. Nhìn nó kiểu như là theo chủ, kiểu như là chủ chơi nhau á. Đó, nhưng mà một bộ như thế này mọi người thấy không? Tay nghề khối đấy, đẹp. Vãi luôn, năm ngoái bán bộ này thiệt, bán bao chạy luôn. Mà năm nay bán vẫn chạy mọi người ạ. 25.900 bộ này. Lim đen hay còn gọi là gỗ mùng tím của mét tay nhé. Đây cho mọi người coi thêm các sản phẩm lim đen bên mộc làm nữa. Đây cho vô trong cửa hàng đi. Trong cửa hàng thì xe bên trong mộc có một cái bàn họp bằng gỗ lim đen cho mọi người coi để mọi người biết dòng gỗ này nó có làm sản xuất nó có nhiều loại. Đây là một cái bàn lim đen, bàn này là 11.900 đấy, nó cũng thuộc dạng là dòng gỗ lim đen hay gỗ mùng tím của nghe tây. Thì mọi người thấy không, cái cổ cây này nó rất là lớn, nghĩa là cái cây lim đen này nó mặt nó bự á, đấy mọi người thấy không. À, 1m03 này, nếu mà phần ra chỗ này thì 1m06. Mọi người nếu mà mọi người đi mấy quán cà phê hay mấy cái resort khách sạn á, người ta cũng hay để kê những cái bàn này để làm bàn họp hoặc là trong mấy quán cà phê quán ăn ấy, người ta hay sử dụng loại này. Đấy, là dòng gỗ này. Thì gỗ này thì như Mộc nói trung bình khá thôi, 6.8, 6.9, nói chung xài được. Nhưng mà nó cũng không phải dòng gỗ quý đâu, nó gỗ thường đâu. À, nhân viên Mộc để ghế ra chàng rừng để kê bán luôn. Ghế này 1.9 cả. Đấy. Nằm thư giãn. Lâu lâu quay cho mọi người trong văn phòng chút. Nhưng mà để mọi người hiểu hơn về cái chất gỗ lim đen hay gỗ mùng tím nghe tay này nhé. Đấy, xài rất là, nói chung là xài gọi xài được. Giá tầm trung bình tháng. Và vậy nhé mọi người. Đó.